Ok, chào mừng em đã quay trở lại với channel review đồ chính hãng của CityWatch. Hôm nay CityWatch sẽ mang về cho em một chiếc Orient Macro với phiên bản thế hệ thứ tư, một trong những phiên bản thế hệ mới nhất của nhà mà Macro nói riêng và dòng Orient Diver nói chung. Dòng sản phẩm này thì mình đã có review khá là nhiều phiên bản và hôm nay mình sẽ mang đến cho em một phiên bản với dial màu đỏ cùng với sợi dây da rất là xịn sò. Một phiên bản phải nói là giống như hàng limited và đây chính là phiên bản giới hạn cực kỳ là hiếm mà Orient vừa mới tung ra ở cái series Macro 4, một trong những cái series hiện tại đang cực kỳ là hot và chảy hàng. Chính ngày hôm nay các bạn, em Macro 4 Limited với phiên bản màu đỏ rực lửa đẹp tuyệt vời. Em này thì đây, đây các bạn, em này thì các bạn giới hạn của nó là có 2.000 chiếc các bạn nhé, 2.000 chiếc. Đây, 2.000 chiếc trên toàn cầu và số thứ tự của em này là 1891. Đó, những phiên bản giới hạn là một những phiên bản mà luôn luôn làm thu hút của người tiêu dùng vì nó đem đến một cái gì đó rất là đã. Trong cái sưu tầm hay là những chơi đồng hồ thì cái vấn đề về limited là một trong những cái vấn đề mà rất là nhiều người quan tâm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xin phép giới thiệu về phần em này. Em này thì có mã số race code là RAAA0813R19B và chữ tá khá là quen thuộc của nhà Orient. Em này thì có phần cây size được làm tinh chỉnh lại so với thế hệ thứ 3. Size em này thì được làm lại khoảng 41 thôi. Đối với thế hệ thứ 3 thì nó là 42, nhưng mà đối với cái thế hệ thứ 4 thì được hãng lên tinh chỉnh còn 41. Đó, thì kích thước nó sẽ gọn gàng hơn. Và độ dày thì nó cũng mình thấy cũng khá là mỏng hơn đấy, khoảng tầm 13 thôi. Và lớp em này đây, lớp em này nó rơi vào khoảng tầm là 46 nha, tầm 46. Thì với kích thước này, những anh em có cổ tay khoảng tầm 15.5 đổ lên thì có thể đeo được cái dòng diver này rồi. Đó, là một trong những cái sự thay đổi rất là tốt trên cái những cái thiết kế của nhà diver của nhà Orient. Và đặc biệt là phiên bản Macro, một trong những phiên bản cực kỳ thành công. Rồi bây giờ xin phép lên tay thử cho anh em xem nhé. Tay mình thì có cổ tay là hơn 16, các bạn thấy không? Lên tay rất là đẹp. Với kích thước này thì mình nghĩ như anh em có tay 15.5 đổ lên thì lên tay là đẹp rồi, vì mình thấy đeo cái này khá phù hợp rồi, khá phù hợp. Như anh em 15.5 đổ lên rất là đẹp nha. Sợi dây nhìn cực kỳ là đã các bạn, nhìn khá là bụi bặm và chất lượng, phong cách rất là sport. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp về phần máy em này. Máy em này thì của máy mới của nhà Orient thì có đầy đủ tính năng là có tay, có tự động, hacky stop. Đó, và đặc biệt cái dòng sản phẩm diver thì nó không thể thiếu cái range screw down này ra. Khi anh em muốn tinh chỉnh ngày giờ thì anh em hãy bật cái range screw down này ra nhé. Đó, và lên code. Cái range thì nó giúp cho khả năng chống nước của chiếc diver lên mức tối đa là 23. Đây là lên code tay này. Đó. Còn kéo ra một nắp này, xoay ngược lên chỉnh ngày này. Xoay xuôi này, em sẽ chỉnh được thứ này. Đó. Rồi xoay thêm nó, kéo thêm nắp nữa thì em sẽ chỉnh được giờ. Có key stop. Nói chung dòng sản phẩm diver thì mình thấy cái dòng Macro 4 này nó làm cái kim và cọc số được làm lại, mình thấy là rất là ấn tượng so với thế hệ thứ 3 tiền nhiệm. Vì nhắc tới thế hệ thứ 3 của dòng Macro, em sẽ nghĩ ngay tới những cái phần kim và cọc được làm mình cảm giác là khá là thô. Đó, so với thế hệ thứ 4 mình cảm giác khá là thô, và được đến thế hệ thứ 4 này thì các phần kim cọc được làm phối hợp với nhau, cọc vạch và cọc tròn, nó tạo ra một cái gì đó cực kỳ là dễ chịu trong cái nhìn mà anh em khi lên tay thì cảm giác nó cân đối hơn, đẹp mắt hơn. Đó, và đặc biệt thì cái phần size cũng được làm thu gọn lại phù hợp cho những em có cổ tay nhỏ hơn. Đó. Rồi đây ô em này thì đây, mình sẽ zoom lại cho anh em xem cái màu rất là đẹp, màu đỏ đô. Trên phần viền bezel thì nó sẽ có hai màu là màu đỏ tươi và màu đỏ đô hơi đậm. Đó. Còn bezel một chiều này, bezel thợ lặn thì không có gì phải bàn rồi, rất là đẹp. Và dial kiểu đỏ đô ở phần trung tâm được chạy tia, và những anh em nhìn kỹ sẽ thấy được phủ như, giống như là phủ nhám. Đó. Và nhìn rất là đẹp. Kim cọc được phủ dạ quang và nó là rực sáng luôn. Lịch thứ ngày có 3 giờ. Bộ kim quen thuộc của nhà diver Orient, kim giờ và kim phút được tạo hình rất là nam tính. Logo Orient Automatic góc 12 giờ, dòng chữ Water Resistant 23 góc 6 giờ. Ở dưới này thông số sản phẩm Movement Suspend, máy F6 nha, máy F6 máy đời mới và màu sắc của sản phẩm. Và đặc biệt trong sản phẩm này là
sử dụng mặt kính là sapphire các bạn nhé. Tính từ thế hệ thứ ba thì tất cả sản phẩm của nhà Marco là đều sử dụng kính sapphire hết, một trong những sự nâng cấp rất là đáng giá đối với dòng thợ lặn, vì hầu hết những dòng sản phẩm mà trước đó của nhà Oren thì sử dụng kính cứng hết, nhưng mà đối với thế hệ Marco 3 và 4 thì đã được nâng cấp lên kính sapphire, một trong những cái điểm nhấn mà mình cảm giác là rất là đáng giá. Ok, hôm nay thì hoàn thiện rất là tốt, với các chi tiết sẽ được làm quay xước và đánh satin giúp giảm thiểu bị trầy là những anh em sử dụng đó. Cái màu được đánh rất là đẹp, giống như cái màu titan các bạn, rất là đẹp đó. Phần bên trong này sẽ được phay bóng này, phần bên ngoài này sẽ được phay xước. Đây thì logo của Oren trên phần đấm chỉnh giờ rất là quen thuộc. Rồi nắp lưng của dòng sản phẩm này thì là nắp lưng dạng quen thuộc với cái logo hai con cá heo đổ đầu nhau, đặc trưng lên dòng Diver. Và dòng sản phẩm này thì nó có là cái dòng chữ là Limited Edition ở 2.000 chiếc trên toàn cầu, rất là hiếm các bạn nha. Nãy mình đã có nói rồi, series này 1891 trên 2.000 chiếc đó. Chơi dòng Limited thì lúc nào cũng cảm giác phóng khích hơn so với những chiếc mà đồng hồ thường đó. Kính sapphire này, movement span này, thông số của máy này, máy Epson Seiko này, trong nước em này là 23 này đó, thân thép không nghỉ, rất là đẹp nha. Rồi ok, em này thì sẽ sử dụng một cái phần dây da, mình đánh giá là rất là xịn đó, dây da rất là xịn, cực kỳ là dày. Ở trên này thì nó sẽ kiểu cái màu màu xám và kiểu là nhìn rất khá là bụi bặm đó, nhìn khá là bụi bặm. Cái này thì sử dụng không lo về vấn đề bị dơ bẩn các bạn nha. Mặt sau thì đây hiện dập thông số Oren, độ rộng dây là 22, dây Caskin dây da bò, rất là đẹp đó. Cái dây nhìn khá là dày dặn và chắc chắn. Ok, quay trở lại với nhọc chính ngày hôm nay, RAA0813, một trong những chiếc Limited mà Marco rất là đáng chơi trong thời điểm hiện nay. Với hiện tại mức giá mà Siwat sang về anh em này rất là tiết kiệm so với mức giá của niêm yết của hãng các bạn nha. Giá chỉ đâu đó lên quanh chỉ tầm là 5.7-5.8 thôi. Với giá chi tiết thì anh em tham khảo cập nhật và mình để phần tiêu đề. Ok, nếu anh em nào chưa sở hữu được Marco 4 Limited này thì hãy gọi ngay số lại mình là 0938-777-234. Hoặc có thể nhắn tin qua Zalo để mình tư vấn để sở hữu em Marco 4 này ngay. Đó. Cảm ơn em đã theo dõi video của Siwat nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.